Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Giao thông an toàn Chủ nhật ngày 20 tháng 9 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi tới Phó Thủ tướng đề cập tới những khó khăn khi mở lại đường bay thương mại quốc tế chở khách chở thường lệ đến Việt Nam. Theo đó, thì nhà chức trách hàng không Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan yêu cầu Việt Nam làm rõ quy trình nhập cảnh, cách ly và các yêu cầu y tế. Theo đó, để đảm bảo quy trình chặt chẽ, an toàn khi mở lại các chuyến bay thương mại, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thành lập một tổ điều phối quản lý và giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam và đưa về khu cách ly. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Chính phủ giao cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng điều phối, các thành viên bao gồm Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và đại diện bộ ngành khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành được hướng dẫn các cơ quan đơn vị thu phí đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Cùng với đó, các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị doanh nghiệp, khách sạn, nhà máy chưa có quy trình quản lý, giám sát các đối tượng được nhập cảnh vào Việt Nam, chưa xây dựng tiêu chí đối với các đối tượng từ nước thứ ba khi quá cảnh tại 6 địa điểm có chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách được trở về Việt Nam. Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn cách ly y tế đối với các đối tượng bay chuyến bay thương mại. Bộ Y tế đang hoàn thiện phương án quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh. Ngoài ra, các địa phương trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần công bố rộng rãi các cơ sở lưu trú để phục vụ công tác cách ly và tổng năng lực các khu cách ly. Ngoài ra, các nhà chức trách hàng không của 4 quốc gia và vùng lãnh thổ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan yêu cầu Việt Nam làm rõ quy trình nhập cảnh cách ly và các yêu cầu y tế bắt buộc nơi lưu trú. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam làm việc với nhà chức trách hàng không các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyến bay chở 6 chuyên gia về metro của Nhật Bản đã hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Theo đó, đây là các chuyên gia phụ trách công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển, nhập khẩu và giám sát kỹ thuật đoàn tàu đầu tiên của metro số 1 bến Thành Suối Tiên. Tiếp theo các chuyên gia, ngày 30 tháng 9, đoàn tàu đầu tiên sẽ rời cảng Kasado, Nhật Bản và dự kiến ngày 8 tháng 10, tàu sẽ cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, 10 tháng 10, tàu sẽ được vận chuyển về đến Depot Long Bình, quận 9. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dài gần 19,7 km, có 14 nhà ga, 11 ga trên cao, 3 ga ngầm. Dự kiến cuối năm nay, metro số 1 sẽ đạt 85% khối lượng công việc. Kế hoạch cuối năm 2021 sẽ vận hành chính thức. Kiểm tra giám sát thu phí tạo dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam cho thấy, số tiền thu bình quân mỗi ngày cao hơn so với con số báo cáo. Con số này tăng 6,76% so với bình quân một ngày trong 10 ngày cùng kỳ tháng trước, tức là hơn 360 triệu đồng. Cụ thể, sau 10 ngày giám sát, số thu phí vé lượt là trên 3,8 tỷ đồng, bình quân trên 385 triệu đồng một ngày, so với số thu bình quân một ngày trong 6 tháng liền kề hơn 329 triệu đồng. Kết quả kiểm tra chỉ ra con số tăng 16,93%, khoảng 56 triệu đồng một ngày. Trong khi đó, nhà đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCP chưa lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ. Hệ thống thu phí không dừng trong thời gian kiểm tra còn bị lỗi, mất kết nối. Một số lượt xe miễn phí qua trạm chưa đúng đối tượng. Tổng cục Đường bộ yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCP thực hiện lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định, chấm dứt việc cho xe miễn phí qua trạm không đúng đối tượng. Doanh nghiệp này cũng phải bổ sung vào doanh thu thu phí tháng 7 năm 2020 số tiền tương ứng với 50 lượt xe ưu tiên không đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc đầu tư giai đoạn 2 dự án tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình và đầu tư nút giao quốc lộ 39 với tuyến đường nối hai cao tốc bằng nguồn vốn còn dư của dự án cầu Hưng Hà. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hưng Hà làm cơ sở để đầu tư hạng mục cầu vượt quốc lộ 39. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau khi chủ trương đầu tư dự án cầu Hưng Hà được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, sớm triển khai thi công hạng mục cầu vượt quốc lộ 39 như đề nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Về kiến nghị đầu tư giai đoạn 2 của tuyến nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình từ nguồn vốn dư của dự án cầu Hưng Hà,
Bộ Giao thông Vận tải cho biết kinh phí còn dư và kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của dự án xây dựng cầu Hưng Hà sau khi đầu tư bổ sung nút giao quốc lộ 39 không đủ để mở rộng giai đoạn 2 tuyến nối hai cao tốc. Sau khi giai đoạn 2 của dự án xác định được nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, sớm triển khai đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh như đề nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt đã có kế hoạch chạy hơn 20 đôi tàu, bao gồm cả tàu tăng cường trên tuyến Bắc Nam dịp Tết Tân Sửu 2021. Cụ thể, thời gian chạy tàu Tết từ ngày 30 tháng 1 năm 2021 đến 23 tháng 2 năm 2021, tức từ 18 tháng Chạp năm 2020 đến 12 tháng Giêng năm 2021 âm lịch. Tuyến Sài Gòn-Hà Nội-Sài Gòn có 6 đôi tàu thống nhất chạy thường xuyên hàng ngày, gồm SE1, SE12. Hàng ngày, ngành đường sắt cũng tổ chức chạy các đôi tàu khách trên các tuyến địa phương Sài Gòn-Đà Nẵng-Sài Gòn, Sài Gòn-Quy Nhơn-Sài Gòn, Sài Gòn-Nha Trang-Sài Gòn, Sài Gòn-Quảng Ngãi-Sài Gòn, Sài Gòn-Phan Thiết-Sài Gòn. Trước và sau Tết, ngành đường sắt chạy thêm các đôi tàu tăng cường. Ở khu vực phía Bắc, các tàu địa phương trên tuyến Bắc Nam như Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nội, Vinh, Hà Nội, Hà Nội, Đồng Hới, Hà Nội, ngành đường sắt sẽ căn cứ nhu cầu thực tế của hành khách để tổ chức lập tàu. Trước đó, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị này nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Tân Sửu 2021 từ 15 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9 cho cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong ngành đường sắt. Thời gian dự kiến mở bán vé cho cả khách tập thể và cá nhân là từ đầu tháng 10 năm 2020. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng nay 20 tháng 9, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp ngành chức năng điều tra xử lý vụ ô tô tải tông container trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm ngày 19 tháng 9, ô tô tải biển kiểm soát 67C07752 chưa rõ danh tính tài xế lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ hướng miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn km 29+200 huyện Thủ Thừa, Long An, bất ngờ tông vào đuôi container biển kiểm soát 47C17079 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, làm tài xế ô tô tải và một người cùng ngồi trên xe tử vong tại chỗ, kẹt cứng trong cabin, đầu xe tải bị bẹp rúm. Nhiều tài xế và người dân trong khu vực cậy phá cabin đưa hai thi thể ra ngoài. Nhận tin báo, đội tuần tra cảnh sát giao thông số 7 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có mặt tại hiện trường, phối hợp cảnh sát giao thông Long An và ngành chức năng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, 20 giờ tối qua ngày 19 tháng 9, thanh niên khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường liên ấp 62 về giao lộ với đường kênh Trung ương, xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi phương tiện chạy đến giao lộ, thanh niên này rẽ phải lên vỉa hè. Khi vừa leo lên vỉa hè thì bất ngờ cả người lẫn phương tiện bị kéo về phía sau, rơi xuống hố sâu. Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến ứng cứu đưa nạn nhân lên. Do lúc rơi xuống hố, phần đầu thanh niên va chấn mạnh với thành hố khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là Lê Văn Đầy, 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Người dân sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trời mới mưa xong. Đáng nói, tuyến đường và kênh Trung ương được nâng cấp, xây dựng trong thời gian gần đây, nhưng không có rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm. Mới đây, một chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu Vios chạy tốc độ cao đã lấn làn, đâm trực diện vào một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy chiều đối diện, khiến người này bị văng lên cao, sau đó tiếp đất tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Theo một số thông tin từ người dân, nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô cùng chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa. Vụ việc được camera hành trình xe ô tô ghi lại cảnh chiếc xe Mazda CX-5 chưa rõ biển kiểm soát chạy tốc độ nhanh đã vượt đèn tín hiệu, sau đó đâm trúng vào một thanh niên điều khiển xe gắn máy tại ngã tư, khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường nằm bất động. Chiếc xe chưa dừng lại ở đó, tiếp tục chạy vào làn đường ngược chiều cách ngã tư khoảng 100 m.
chiếc xe đâm tiếp vào một xe máy do một người phụ nữ điều khiển, khiến người phụ nữ bị thương nặng. Chiếc xe máy bị văng cách nạn nhân khoảng 20 mét. Sau đó, chiếc xe mới dừng lại bên vệ đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng tiếp cận hai nạn nhân. Cùng đó, thông tin tới lực lượng chức năng tới hiện trường điều tra nguyên nhân. Được biết, vụ việc xảy ra tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Đấm thôi chú ạ. Thay vì giải quyết mâu thuẫn giao thông nhẹ nhàng, hai nhóm thanh niên lao vào xô xát, hỗn loạn cả khu phố. Vụ việc ghi lại khoảng 23 giờ 30 ngày 19 tháng 9 tại khu vực phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Rất may trong vụ va chạm, cả hai bên không xảy ra thương tích nặng. Trụ sở công an phường Hà Cầu ở cách đó khoảng 100 mét, rất nhanh chóng, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngăn chặn không để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hai nhóm thanh niên tự giải tán khi vừa thấy công an đến. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, thành phố Hà Nội lại khôi phục biển cấm này và vẫn với lý do là giảm nhiệt giao thông, hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, vấn đề ùn tắc đến từ nhiều yếu tố mà không chỉ là do xe taxi. Nếu mà cứ áp đặt chủ quan như vậy thì sẽ khiến cho loại hình dịch vụ công cộng bán công vừa chia sẻ áp lực giao thông vừa là dịch vụ sinh ra kinh tế này ngày càng lụi bại. Và ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 9 của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Loại phương tiện đang chiếm hạ tầng, sử dụng diện tích công nhiều hơn nhưng lại không bị coi là tác nhân gây ùn tắc giao thông. Dường như việc khôi phục biển cấm như thế này đang thể hiện sự bất bình đẳng giữa xe cá nhân và xe taxi. Xe mà cá nhân thì chúng ta biết rằng là nó chỉ thực hiện hành trình đi và đến, sau đó thì chiếm chỗ giao thông tĩnh thì cũng là chiếm chỗ giao thông động. Do vậy là người ta đã nghiên cứu và đã ra kết luận, tức là để mà cải thiện giao thông đô thị thì cần phải ưu tiên giao thông công cộng, và taxi là một cái loại hình giao thông bán công, bởi vì là nó không phải là công cộng, nó không được trợ giá, nó thu tiền nhưng mà nó lại chở được nhiều người và làm loại phương tiện chia sẻ. Do vậy là cần phải khuyến khích chứ không phải loại trừ nó ra khỏi các cái hoạt động giao thông bình thường. Nó thể hiện sự lúng túng trong cái việc tổ chức giao thông của cơ quan quản lý giao thông vận tải của thủ đô Hà Nội. Thực ra ngăn cái này cũng có đã giải quyết được triệt để đâu, mà phải nhiều giải pháp khác nữa. Như lần này thì cứ lúc thì tháo lỏng, lúc lại đóng vào, là gây rất khó khăn cho các đơn vị vận tải, đặc biệt là các đơn vị taxi truyền thống. Họ không nắm được cái này và cũng gây khó khăn cho hành khách đi xe. Trong khi Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ đã quy định rõ xe taxi được ưu tiên hoạt động khi tổ chức giao thông tại đô thị. Vậy việc biển cấm lúc dỡ bỏ, lúc khôi phục thế này có đang đi ngược đường, thậm chí còn là bất công đối với người dân khi không thể tiếp cận dịch vụ công cộng bán công như vậy? Nếu như mà không dạy xe taxi thì người dân bắt buộc người ta phải dùng cái phương tiện cá nhân của người ta để người ta đón người nhà hoặc là con em người ta đi học đi hành hoặc khách chứa, thì điều này là đôi lúc là cũng hơi rất. Nếu như là những cái gia đình hay là những cái cá nhân nào đó mà cần phải sử dụng để tiếp cận những cái phương tiện giao thông như taxi chẳng hạn là rất khó khăn, thay vì những chỗ khác kể cả người già, người yếu, thế thì nó là không chỉ là bất công với cái phương tiện taxi, đấy là một cái mà đã là một phương tiện mà chia sẻ những cái áp lực về giao thông, tăng cường cái giao thông công cộng và bán công để mà giảm cái cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến cả cái dịch vụ, cái tiếp cận dịch vụ của những người sử dụng cái dịch vụ đó nữa. Thành phố Hà Nội lúc dỡ bỏ biển cấm thì làm đồng bộ 11 tuyến phố dỡ bằng hết, và ùn tắc chiếm dụng lòng đường của xe taxi đã khiến bộ mặt giao thông trước cổng bệnh viện Việt Đức trở nên hỗn loạn. Đến khi khôi phục thì nhiều tuyến phố lại được đưa vào khuôn khổ một cách gượng ép mà không cần khảo sát, khi mặc định cứ ùn tắc là xe taxi là một trong những thủ phạm. Rõ ràng, phương tiện xe con cá nhân tại Hà Nội là gần 490.000 xe, trong khi xe taxi thực tế hoạt động là gần 12.000 xe, chỉ chiếm gần 2,5% tổng số phương tiện là xe con. Vấn đề cốt lõi là anh phải tổ chức lại giao thông, chứ không phải chỉ cấm đoán điểm này điểm kia. Đấy. Và có một kế hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng cho phù hợp với cái phát triển của phương tiện.
đồng thời cũng có những cái biện pháp làm sao tìm cách hạn chế cái phương tiện cá nhân đó, nào là thuế, nào là chất lượng phương tiện, đúng không? Tôi đòi hỏi anh phải thế này, phải có cái chất lượng cao hơn, phương tiện phải đẹp hơn, thuế má phải cao hơn. Trong khi Hà Nội đang loay hoay tìm giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân, thì việc đặt biển cấm thế này không khác gì tiếp sức cho ùn tắc ngày càng nghiêm trọng. Nếu những đánh giá, nhận định vẫn chủ quan như vậy, thì bộ mặt giao thông của Hà Nội sẽ ngày càng rắc rối thêm và không thể cải thiện.